Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. MC Kỳ Duyên tái hợp chồng cũ kém tuổi sau 12 năm ly hôn. Chia sẻ mới nhất của MC Kỳ Duyên khiến nhiều người cho rằng cô và chồng cũ Trình Hồi đã nối lại tình xưa. Mới đây, MC Kỳ Duyên bất ngờ đăng tải hình ảnh tình tứ bên một người đàn ông xấu mặt cùng những dòng chú thích ngọt ngào thể hiện tâm trạng hạnh phúc của người đang yêu. Nữ MC viết, qua cuộc hành trình, em hứa sẽ về nếu anh chờ. Lời hứa năm xưa em vẫn giữ, từ nay mình nắm tay nhau đi suốt quãng đường đời còn lại, như anh đã hứa với em, anh nhé. Qua vóc dáng được chụp từ phía sau của người đàn ông này, nhiều người nhận xét khá giống với MC Trình Hội, chồng cũ của Kỳ Duyên. Bên cạnh đó, bạn bè của MC Kỳ Duyên cũng để lại nhiều bình luận chúc mừng, ẩn ý về việc cô tái hợp với người đàn ông này. Trình Hội là người chồng thứ hai của Kỳ Duyên, hai người kết hôn năm 2004 nhưng đã chia tay chỉ sau 4 năm chung sống. Dù kém Kỳ Duyên 5 tuổi nhưng Trình Hội thể hiện là người đàn ông chín chắn ga lăng. Ngài chính Kỳ Duyên cũng từng chia sẻ cô và Trình Hội thực sự là tri kỷ khi cùng nghề, cùng đam mê nghệ thuật. Bên cạnh những chia sẻ về đời tư hay chăm sóc nhan sắc, trang cá nhân của MC Kỳ Duyên còn thường xuyên được cô cập nhật những thông tin bổ ích, thú vị về hình thức livestream. Mới đây, người đẹp U60 khiến fan sốc khi chia sẻ về vấn nạn ăn cắp đồ tại châu Âu, trong đó chính cô cũng từng là nạn nhân. Theo đó, MC Kỳ Duyên cho biết châu Âu không hề an toàn như mọi người vẫn nghĩ. Chính vì thế, những ai có ý định đến đây xác định trước việc an ninh về yêu cầu điều lưu tâm hàng đầu, bởi đó là điều rất có nhiều trộm cắp. Kỳ Duyên từng bị lấy hết đồ đạc, mất hộ chiếu trong chuyến bay đi châu Âu. Cô đã phải ở lại Ý trong thời gian thực hiện các thủ tục xác minh thân phận. MC xinh đẹp tiết lộ trộm cắp ở châu Âu thường đi theo nhóm rất bài bản. Có lần Kỳ Duyên đi mua vé tàu, đi ra sân bay thì gặp một ông già lớn tuổi hỏi đường. Dù chỉ là cuộc trò chuyện rất ngắn ngủi, khi Kỳ Duyên quay lại là mất sạch vali vì tiền. Thậm chí chỉ trong vài khoảnh khắc, bước lên tàu mà chưa kịp mang vali lên sẽ có người chạy tới đẩy mình, rồi cầm vali mình chạy mất, Kỳ Duyên hoang mang kể lại. Cô cho biết nó lấy đi rất nhanh mà xung quanh còn đông người nên không biết nó đi hướng nào. Sau này Kỳ Duyên đã phát hiện ra thủ đoạn của nhóm trộm cắp này là chuẩn bị vali giả để ụp vào vali của đối tượng mà chúng nhắm tới. Chính vì thế chỉ trong chớp mắt chúng đã biến của người khác thành của mình mà không bị phát hiện. Bên cạnh đó, Kỳ Duyên cũng nhắc nhở tới trường hợp đáng thương của một anh bạn nghệ sĩ đi làm từ thiện bị mất cắp. Dù anh này đã cẩn thận mua vé ở toa hạng C phòng khách để vali nhưng ngay trên đầu vẫn bị kẻ gian lấy trộm, khiến cho toàn bộ số tiền quyên góp đều mất trắng. Anh ấy sau đó phải bỏ tiền túi ra đền vì sự chủ quan trước cơ sở của mình. Nói về mánh khóe trộm cắp, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đưa ra những nhận định của bản thân. Cô cho rằng những người châu Á, người Việt Nam thường mang theo nhiều tiền mặt bên người. Vẻ ngoài sẽ nhận biệt, khác biệt so với người bản địa khiến bọn trộm cắp sẽ khoanh vùng đối tượng. Kỳ Duyên kể có được nghe một chuyện của cặp vợ chồng bị mất cắp đồ khi họ đang ngồi trên taxi. Đi trên đường phố, những người bán hàng rong, bán rào cũng chỉ là kẻ trộm cắp ẩn mình. Bọn chúng trộm điện thoại rất nhanh và móc ví cũng tài tình, chưa kịp nhận ra, cảnh giác đã bị móc ví vì tiền đã bay rồi. MC Kỳ Duyên nhấn mạnh và cảnh báo tới mọi người không nên mặc đồ đẹp hay mang hàng hiệu, cầm ví xịn đi châu Âu vì rất dễ trở thành đối tượng cho kẻ trộm cắp hoành hành. Ngoài ra, đồ đạc luôn để trước mặt và không nên đi một mình khi ra ngoài, càng không để người lạ gục vào người mình nếu đi tàu xe. Cô còn kể lại, từng có một chuyện một cặp vợ chồng ca sĩ bị mất cắp đồ khi họ đang ngồi trên taxi chỉ trong ít phút dừng đèn đỏ. Những tên trộm đã phi xe máy chạy tới phía sau xe taxi để ăn trộm vali và phóng mất tiêu. Cũng có kẻ trộm giả mang bầu, giả vờ ngã vào người khác trong lúc người này đỡ thì tranh thủ móc liền. Cuối video trực tiếp, Kỳ Duyên nhấn mạnh rằng không có nói ý xấu người châu Âu nhưng cô phải cảnh báo mọi người, chúng nó luôn giàn trận để cướp đồ chứ không có chuyện giật đồ rồi chạy không đâu. Nói chung, châu Âu là nơi rất nguy hiểm, dễ mất cắp. MC tuyên bố cách đây không lâu trên trang cá nhân của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã đăng tải một đoạn clip ghi lại hình ảnh. Cảnh cô đang ở trong căn phòng khách sạn nhỏ bé, sơ sài chỉ rộng rãi hơn một sải tay, nhưng với thái độ vô cùng sung sướng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.